các bạn đang nhìn thấy ở đây. Tiếp theo đó chính là mìn và miếng dán đi kèm để chúng ta có thể massage các vùng khác trên cơ thể một cách rất là dễ dàng. Và có dây nối nữa. Đây chính là chiếc máy massage cổ vai gáy thông minh 3D. Sản phẩm này thì mình đã sử dụng được một thời gian rồi và cảm thấy là hiệu quả của nó rất là tốt. Mình hiện tại thì đang là sinh viên nhưng mà cũng còn đi làm thêm nữa. Mình rất hay phải sử dụng laptop và đặc biệt là mỗi khi mà thức dậy thì phần cổ của mình rất là đau, cảm thấy rất là khó chịu. Và mình đã được tìm hiểu đến sản phẩm này và sử dụng trong một thời gian thì mỗi ngày mình sử dụng chỉ 15 phút thôi. Sau 15 phút đấy thì mình cảm thấy là dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt thì với cái công việc của mình là phải đi di chuyển nhiều thì mình không có nhiều thời gian để ở nhà, thì mình cũng hay mang theo chiếc máy này ở đến công ty này để làm việc một cách dễ dàng và sử dụng trong 15 phút thoải mái và giúp mình thư giãn hơn. Đó, và đặc biệt sau một thời gian sử dụng thì mình cảm thấy là mình đã không còn chán ăn nữa, ăn uống rất là dễ và không còn bị mất ngủ. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm để khởi động chiếc máy lên. Có hai nút thế này, nó sẽ có một tiếng tít để báo hiệu là chiếc máy đã hoạt động. Tiếp đến chúng ta sẽ thấy ở bên trái của chiếc máy thì có hai nút, đó chính là nút on. Khi mà chúng ta muốn sử dụng chiếc máy này, chúng ta sẽ bấm nút on. Đó, cũng sẽ có một tiếng tít. Thì với chiếc nút mode này thì sẽ là cái nút để chúng ta chọn các chế độ. Chế độ 1 tổng hợp có 6 chế độ với chiếc máy. Với chế độ 1 thì chúng ta sẽ là chế độ tổng hợp massage, sẽ báo ở chế độ 1, chúng ta sẽ bấm vào nút mode. Sẽ chuyển sang chế độ 2 đó chính là chế độ châm cứu. Đây các bạn có thể nhìn thấy báo lên ở vị trí số 2. Bấm nút mode một lần nữa sẽ là chuyển sang số 3, sẽ là chế độ massage. Chế độ thứ 4 chúng ta tiếp tục bấm nút mode sẽ là chế độ shiatsu. Với chế độ này thì sẽ báo lên ở cả số 1 và số 3 nhé. Tiếp đến là chế độ tiếp theo. Chế độ tiếp theo đó chính là chế độ nhào. Sẽ bấm vào nút mode nữa sẽ báo lên ở số 2 và số 3. Chế độ cuối cùng, chế độ số 6 đó chính là tổng hợp. Nút mode sẽ báo cả 3 đèn nhé, số 1, 2, 3. Bây giờ Diệu Nhi sẽ đeo thử lên cổ cho các bạn xem nhé. Đây là chúng ta sẽ bật nguồn. Đó, sẽ có một tiếng tít. Tiếp đến, sẽ bật on. Chọn chế độ nhé. Và chế độ. Và đặc biệt là ở bên tay phải như này có hai nút để điều chỉnh cường độ, tăng hay giảm. Nếu như mà các bạn sử dụng sản phẩm này thì Diệu Nhi có một khuyến cáo.